Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Touring đến từ thương hiệu Gian và model của xe là Gian Six SN2 các bác nhé. Hôm nay về một chiếc xe màu tím than cực kỳ đẹp. Chiếc này thì rất là lướt. Đấy, ngoại hình thì rất là mới. Đây, model của xe đây các bác nhé, Gian Six. Đấy, toàn bộ là thiết kế và design tại Đài Loan. Đây, nó in thẳng trên khung luôn đây. Đấy, và trên này là một cái miếng nhôm trần và được in logo Gian lên, nhìn rất là đẹp. Model này là bản quốc tế các bác nhé, phiên bản nhập khẩu quốc tế. Phiên bản này thì không được bán chính hãng tại Việt Nam các bác nhé, phải nhập khẩu nước ngoài. Vâng, thưa các bác, khi các bác mà tra mẫu xe này, đây Gian Six 2 đời 2015 ở trên Google thì nó sẽ ra hàng loạt những cái thông tin ở nước ngoài về chiếc xe này. Đây các bác nhé, em vào thử một trang của nước ngoài này. Thì chiếc xe này là đời cao nhất của nó là đời 2015 các bác nhé. Đây, còn những cái dòng khác như là 2010, 2011 này đang bán là 600 đô. Còn chiếc hôm nay em giới thiệu với các bác là chiếc Gian Six 2 đời 2015 đang bán tại nước ngoài đây, giá là 900 đô, rơi vào khoảng 21-22 triệu tiền Việt. Xe này thì trang bị bộ chuyển động của SRAM, cái bộ chuyển động rất là tốt của Mỹ. SRAM các bạn nhé, full một bộ. Bộ này thì là 10 tầng lip và 2 tầng đĩa, 10 lip 2 đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Rất là ngon, chạy hết một bộ SRAM. Như các bác đã chơi xe lâu năm thì biết là cái dòng chuyển động này, những cái bộ chuyển động này nó sẽ có 3 dòng chính là Shimano, Exam và Kamba Lolo các bác nhé. Thì Kamba thì hiện tại nó đang đứng đầu về sản xuất phụ tùng, đến sản xuất đến Exam và đến Shimano đứng thứ 3. Thì cái dòng này thì các bác đã chơi thì cũng rất là chất lượng rồi. Dòng Exam VAA Centro đây. Đấy, phun hết một set các bạn nhé. Nước sơn màu tím than, khung nhôm rất là đẹp. Gian Six đây, model SL2, sử dụng công nghệ nhôm Alux độc quyền của Gian. Chiếc xe này thì cũng rất là hiếm khi về. Từ lúc em buôn xe khoảng chục năm này thì chiếc xe này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Rất là hiếm khi có thể nhặt được những chiếc xe như thế này. Phanh của xe là phanh dầu Shimano các bác nhé. Đấy, và được trang bị một cái bộ vành bánh rất là khủng. Vành này là vành 28 inch các bác nhé. Vành 28 inch và sử dụng bản lốp là 2.0. Đấy, các bác nhìn cái bản lốp rất là lớn. Con này mà các bác đi phố nó rất là bám đường luôn. Lốp này cũng được sử dụng là của Etcher Wabu các bác nhé, một cái hãng sản xuất lốp rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây, thông số lốp. Đây các bác nhé, thông số lốp này 28 x 2.0. Một xe cực kỳ đặc chất. Đây nó có cái phụ tùng đèn này cũng là đèn zin luôn theo xe các bác nhé. Đèn này zin theo xe luôn. Máy ưa này thì là máy ưa zin của hãng rồi, máy ưa zin của Gian. Đây, các bác nhìn cái rãnh này nè là biết là máy ưa Gian này. Còn xe rất con, chiếc Touring cho các bác đạp thể dục trong phố, đi hội nhóm hay là đi bất kỳ đâu cũng cực kỳ đẳng cấp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem.
Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì là size của chiếc xe vô từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45-46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe sẽ vừa cho bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi cho phù hợp. Đi là mượt mà xe này thì còn cực kỳ là mới. Thì chiếc xe đang được bán với em mức giá là 12.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.